Chị ơi, chị. Chị làm ơn cho tôi xin hụm nước. Anh tìm ai ở nông trường? Ồ không, tôi đi về tỉnh. Sao lại đi đường này? Tôi định đi tắt qua nông trường, nhưng không ngờ. À, ở đây có nhà nào sửa xe không hả chị? Phải chục cây nữa, gần đường cái cơ. Thôi, tôi đi lấy nước cho anh. Này anh. Ồ, sữa à? Sữa bò tươi em vừa mới vắt đấy. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ uống một bát sữa ngon như thế này. Chị tốt quá. Anh bị ngã xe à? Dạ vâng. Trông anh buồn cười quá. Tôi có nước đấy, anh đi rửa đi. Anh cúi xuống tôi dội cho. Dạ. Cảm ơn chị. Ngọt quá. À, cơm rau với tôm rang thế này thì nhất rồi. Anh ăn cơm đi. Ờ, thế bạn của chị đâu? Nó đi chơi như thế này chắc mai mới về, mời anh sẽ cơm. Dạ. Chắc cán bộ thu mua, chẳng mấy khi ăn uống thế này đâu nhỉ. Này, lính Trường Sơn đấy nhá. Cơm thơm quá. Anh quá khen, chứ đói thì mầm đá cũng ngon. Chị ăn đi. Sao chị không ăn? Cứ nhìn tôi ấy. Trông anh ăn ngon quá. Tôi ăn cơm của chị mất. Thì anh cứ ăn đi. Bọn em ở đây cả năm cũng không có khách. Chị là thanh niên xung phong à? Vâng. Năm 74, chúng em chốt ở ngã ba Đồng Ngô. 9 chị em. Bây giờ còn có 4. Năm 73, cả nửa trung đoàn của chúng tôi cũng nằm lại ở đó. Anh có biết anh Thạch ở trung đoàn 7 không? Không. Tôi là lính trinh sát. Chồng của chị à? Không, chúng em mới chỉ biết tên nhau thôi. Thôi, tôi phải về đây. Cảm ơn chị đã cho ăn. Anh cầm lấy cái đèn này đi. Từ đây đến đường cái hãy còn xa lắm. Thế chị dùng bằng gì? Em có cái đèn con này rồi. Chị tốt quá. Thôi được, ngày mai tôi sẽ đem trả chị. Tôi về nhé. Anh Tường. Anh để quên chiếc mũ. Cho tôi xin. Anh. Em.
Hiền ơi, Hiền. Hiền. Hiền ơi. Hiền, Hiền. Hiền ơi. Ôi trời ơi, bây giờ mày vẫn ngủ hả? Dậy đi. Dậy đi rồi tao. Này này, hôm qua tao vớ được một đám. Dậy đi rồi tao. Chào chị, tôi về. Ơi anh gì ơi, này này anh ơi, kia anh gì ơi, ơi tôi đùa đấy mà, ơi này 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 anh gì ơi, tôi đi chú Vịnh nhé. Anh xuống cửa anh Thành phải không ạ? Sao? Có khách đặt mua 100 bộ. Anh cho em đi theo nhé. Thôi, chuyện đó cậu để tôi lo, cậu cứ ở nhà nhé. Sếp không đi ăn trưa à? Em chả biết. Suốt từ sáng đến bây giờ mới đi ra đấy. Là anh uống nước đi. Nhà em đi mua gỗ ở Thái Nguyên, mai mới về. Giá anh phone cho nhà em trước, có phải đỡ mất công không? Anh nhận ra em rồi phải không? Cũng 7-8 năm rồi còn gì. Hôm nọ chị hỏi đột ngột quá, tôi không kịp nhận ra. Chắc ngày ấy anh khinh bọn em lắm. Biết nói thế nào nhỉ? Chúng em đã từng phải gánh chịu mọi gian khổ. Nào bom rơi, đạn lạc, luôn thắc thỏm với cái chết. Đã từng phải nhịn đói, nhịn khát, mặt vàng như nghệ vì sốt rét như các anh. Nhưng sao hòa bình rồi, chúng em phải nhịn cả tình cảm chứ. Huyền hạnh phúc hơn em. Nó không chồng đấy, nhưng còn có con để chăm bẵm, để nương tựa lúc tuổi già. Còn em thì... Ngày trước em nghĩ có chồng rồi khắc có con nên sống văng mạng. Bây giờ có chồng đàng hoàng rồi, muốn có con cũng không được. Rồi từ từ cô chú khắc có. Vợ chồng em vô sinh rồi. Nhiều lần em đến xin con cái Huyền về nuôi, để cho nó rộng cẳng đi lấy chồng. Không hiểu sao nó cứ giữ khư khư như ông Tử Dụ Oản. Chị có biết bây giờ mẹ con cô ấy ở đâu không? Vẫn ở xóm núi, cách lán chăn nuôi một quả đồi. Tôi... tôi muốn hỏi chị điều này. Đứa bé có phải thật là con của tôi không? Anh không tin ư? Tôi làm sao mà biết được, vì chúng tôi mới chỉ gặp nhau có một đêm hôm ấy. Thế thì anh tự đi mà tìm hiểu lấy.
Cậu chờ tôi một chút nhé. Vâng ạ. Mẹ ơi, cho con xin bát cơm. Cho con xin lạc nữa ạ. Còn bát nữa. May được nữa nha. May được. May được. May được. Mày dám sai à? Mày tao ra đúng. Cái lúc như Diệu nó phải chỗ này rồi nhá. Thế mà ông nói cả lâu. Chỗ này đúng rồi. Mày dám. Cháu ra ông Hồng Diều ta bây giờ. Bố giao của nhà thì sẽ làm cho giao cái diều to hơn như thế này. Mà em đã chịu của bố. Sao không? Khi diện là như chỉ nhìn mày của bố. Cụt chân ra cái đếch đi. Mày bảo là cụt chân? Tao bảo mày cụt chân á. Ôi trời ơi! Thôi! Long, sao con lại đánh bạn thế? Nó bảo bố cụt chân. Hòa, sao cháu lại nói thế? Bố bạn là thương binh, cụt chân thì đã làm sao? Nhưng nó bảo cháu không ngờ bố. Bố cháu là liệt sĩ, bố nó là thương binh. Chúng mày cùng cảnh phải thương lấy nhau chứ lị. Thôi, mau vào ăn cơm với bác nhanh lên. Còn thằng kia, cất rượu đi rồi vào ăn cơm. Bố cho con ăn cơm. Thôi vào đây. Lần sau đừng có đánh nhau nữa nhé. Chào chị. Chào anh. Chị cho tôi hỏi thăm, đây có phải là xóm núi không ạ? Phải rồi, thế anh hỏi ai? Tôi muốn hỏi nhà cô Huyền. Anh là ai mà lại hỏi thăm cô Huyền? Tôi cùng trung đoàn với anh ấy. Trung đoàn nào? Hồi xưa chúng tôi đóng quân ở ngã ba Đồng Ngô ấy. Thật à? Kìa, con cô nó đang ngồi đất kia kìa. Ha, có bạn cùng đơn vị của bố cháu đến thăm đây này. Bác cùng đơn vị bố cháu à? Phải. Mẹ con có nhà không? Có. Mẹ ơi. Ơi. Có bác cùng đơn vị bố đến chơi này. Ai thế hả con? Huyền. Bác thế. Anh vào nhà chơi. Cháu mời bác uống nước ạ. Cháu từ ngoan quá. Thế cháu học lớp mấy rồi? Dạ, cháu học lớp 2 ạ. Tháng này cháu xếp thứ mấy? Cháu học kém lắm. Ở trường chúng nó bảo dân xóm núi không có bố, học dốt lắm. Đừng có chấp họ con à. Này, chắc cũng tại là các con mải chơi thôi. Chứ nếu quyết tâm học hành, nhất định thế nào rồi cũng sẽ phải giỏi thôi. Đúng không? Bố cụt. À, bố Thảo cũng nói thế. À, bác ơi. Bác gặp bố cháu khi nào? Hỗn nào? Hà, con ra ngoài chơi cho mẹ nói chuyện với bác. Ừ, con ngồi nói chuyện với bác cơ. Hà, mẹ nói thì con phải sao? Vâng lời ạ. Con ngoan lắm. Con ra ngoài chơi cho mẹ nói chuyện với bác nhé. À, bác ơi, thế bố cháu có hay cười như bác không ạ? À? Có con ạ. À. Trưa nay tình cờ gặp chị Lan, mới biết là hai mẹ con em đang ở đây. Vội quá đến thăm, cho nên chưa kịp mua quà gì cả. Anh Tường ạ, cảm ơn anh đã đến thăm hai mẹ con em. Nhưng Lan nó nhầm đấy.
Bé Hà không phải là con anh. Anh Thạch ở trung đoàn 7. Sau này đã tìm được em. Thế bây giờ anh ấy đóng quân ở đâu? Nhà em đã hy sinh ở chiến trường biên giới rồi. Vậy là bé Hà không phải là con của tôi. Rất may là như thế anh Tường ạ. Vì Huyền, em vẫn còn giữ cái mũ của tôi à? Huyền, em hãy hiểu cho tôi. Sau đêm ấy, tôi bị điều đi thu mua ở nơi khác, rồi lại phải tập trung đi học ở xa, thành ra bặt tin. Bây giờ, tôi phải có trách nhiệm với em và con. Em đã nói rồi, nó không phải là con anh. Anh yên tâm đi. Nếu là con anh thì em đã báo cho anh biết từ lâu rồi. Anh đừng bận tâm nữa. Em không muốn cuộc sống của hai mẹ con em bị xáo trộn. Chẳng ích gì Huyền, mà có khi lại làm khổ con bé. Em đuổi anh. Muộn rồi, anh về đi. Huyền, anh về đi. Anh Tường. Anh để quên cái mũ. Cảm ơn. Con có đói, ăn cơm trước đi. Thôi mẹ, đợi bố về ăn luôn cả thể. Sao hôm nay bố về muộn thế? Mẹ này, mẹ nhìn xem có giống không? Giống đấy. Thế ạ? À? Mẹ ạ, à, con sắp phải thi rồi, đi học thêm nhiều. Mẹ mua cho con cái xe máy để con đi học nhá. Bố nói rồi, khi nào con phải thi đỗ vào trường kiến trúc bố mới mua cho, vì đi học xa. Còn bây giờ chịu khó đạp xe đạp cho khỏe chân con ạ. Mẹ nói chí phải ạ. Đạp xe đạp là một hình thức rèn luyện cơ thể. Chị được chiều nên hay vòi lắm. Mày xem, tao đã vòi gì. Còn vòi gì nữa. Vừa mới ti toe đi học vẽ, đã vòi bố mua nào giá vẽ, thuốc nước, sơn dầu này, toàn đồ xịn. Trang bị cứ như là họa sĩ thứ thiệt ý. Kệ tao. Còn em đây này, cái máy cà khổ này xin mãi đấy. Thôi, bố về kìa. Chào cả nhà. Con chào bố. Sao nay con chào bố. Cả nhà chưa ăn cơm à? Chúng con đợi chào bố ạ. Ngoan nhỉ. Anh đi rửa mặt đi rồi con ăn cơm. Ừ.
Còn Mỹ. Này, cô Mai, uống ít thôi. Ít thôi nào. Nào, mời cả nhà. Con mời bố mẹ. Ừ. Mời bố mẹ ăn cơm. Anh ăn đi. Gấp cái gì đấy? Tham thế. Chị gấp đè cái lên đũa em. Để ăn đi các con. Chị chạy. Mày con chàm lắm mồm. Anh ăn đi. À, anh đã xem ảnh chưa? Ảnh gì? Còn ảnh gì nữa? Thắng, lấy ảnh cho bố xem con. Vâng ạ. Chụp được mấy cái ảnh bắt đầu đi. Đây này, có đẹp không? Chụp lộn xa lộn xộn. Bố, bố thấy thế nào ạ? Trông chị cũng xinh. Con chụp ảnh đẹp không anh? Để trông trồm lên thế thì trông cũng được. Đẹp lắm. Bố ơi, con bị mất nhiều cảnh. Đẹp ơi là đẹp. Chỉ tại cái máy này này, bộ cơ của nó hay bị hóc bố ạ. Bố cho 5 triệu nữa, con mua cái khác. Có cả ống kính zoom, tuyệt lắm bố ạ. Bố chẳng có tiếc đâu. Nhưng các con sống thế này so với người khác là sướng lắm rồi. Hồi bằng tuổi các con, bố có nằm mơ cũng không được cái máy ảnh như thế này đâu. Bố lại nói chuyện cổ tích rồi. Có cổ thì mới có kim chứ. Anh thôi à? Ờ, anh no rồi. Cả nhà gan đi nhá. Đây là xưởng sản xuất gỗ của chúng em, mời anh tham quan. Anh thấy không, toàn gỗ tốt, mịn trong, mịn ngoài, hàng rất đúng quy cách. Nếu có gì sai, anh cứ trả lại, bọn em đền gấp đôi. Thế chữ tín của công ty tôi, anh có đền được không? Em chịu anh rồi. Em xin lấy chữ tín của cửa hàng em, đảm bảo với công ty của anh rằng cả 100 bộ, hoàn hảo cả 100, được chưa ạ? Được, có như thế chúng ta mới ký hợp đồng được. Thế thì mời anh vào nhà uống nước ạ. Mời anh. Chào cô Lan. Chào anh. Anh thấy không, nhà em toàn dùng những loại gỗ tốt để làm hàng cho anh đấy nhá. Anh lên nhà uống nước đi, em làm một loáng là xong thôi. Tôi vừa mới gặp Huyền. Thế à, hai mẹ con nó mừng lắm phải không? Cô ấy không công nhận bé Hà là con của tôi. Thế thì con ai? Con anh Thạch, ở trung đoàn 7. Anh tin à? Anh không biết. Hồi đó họ mới chỉ kịp nắm tay nhau là anh ấy đã đi biệt tích rồi hay sao? Sau này thống nhất đất nước, nó đi tìm mới biết anh ấy hy sinh ở chiến trường Xuân Lộc năm 75. Hả? Vậy thế không phải họ đã gặp nhau rồi sau đó anh ấy hy sinh ở biên giới à? Đàn ông các anh tệ lắm. Chẳng lẽ anh không biết rằng cái đêm ấy lần đầu tiên nó trao thân cho anh hay sao? Thế tại sao cô ấy không chấp nhận cái Hà là con của tôi? Anh không hiểu vì sao ư? Vì nó biết anh đã có gia đình. Nó không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh. Nó bảo thà để cái Hà có bố là liệt sĩ còn hơn có bố mà không. Chị Lan, vậy bây giờ tôi phải làm gì? Việc này anh phải tự quyết định lấy. Cô bày ra chuyện này, giờ cô lại phủi tay hay sao? Anh Tường, em không thể khuyên anh bỏ vợ để sống với nó. Mặc dù cái Huyền xứng đáng được hưởng như thế. Cũng như em không thể khuyên anh sống bất hợp pháp với nó. Là người lính với nhau, anh hãy làm điều gì khỏi hổ thẹn với lương tâm của mình thì anh làm.
Đây nữa này. Này. Ôi giời, cái áo này to quá. Chúng nó khoảng 90 tuổi thôi mà. Lo gì anh, cứ xếp vào cho chúng nó dùng dần. Đang tuổi ăn tuổi lớn, để ở nhà chỉ thêm chật. Này, đủ chưa anh? Hay là để em sang nhà chị Hoa lấy thêm nhé? Đủ rồi, còn của các cô ở cơ quan cơ mà. Giá có đồ chơi thì hay biết mấy. Cả cái nhà trẻ chẳng có tí đồ chơi nào cả. Khối, để em đi lấy cho nhé. Có không em? Đây anh này. Không được. Sao anh lại bỏ ra? Hòa bình rồi, cho nó chơi cái này để kích động bạo lực à? Kể ra có ít đồ chơi cho con gái thì hay nhỉ. Bên phòng cái thư nhiều lắm. Đừng lấy con gấu của con. Anh thích búp bê chứ gì? Cái thư nó có mấy con đẹp lắm. Đây. Được không? À, hay là để cho con nó chơi. Thôi, nó lớn rồi, chơi gì búp bê nữa. Này. Đấy. Thôi đủ rồi, anh đi làm đây. Cảm ơn em nhé. Sao lại cảm ơn em? À, anh quên. Ông tiến hành khẩn trương giúp. Ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng giao hàng sớm. Vịnh này. Dạ. Chiều nay cậu cho mình mượn xe máy nhé. Sao anh không dùng ô tô? Thôi, việc riêng ấy mà. À, nếu bà xã tôi có gọi điện hỏi ấy, thì cậu bảo là tôi có hợp đồng mới cần giải quyết, sẽ về muộn, đừng có chờ cơm nhé. Alo, chị Liên đây ạ? Vịnh đây. Dạ có ạ. Gớm, bà chị em thiêng quá. Alo, Liên đây à? Anh đây. Sao? Chiều nay anh không ăn cơm ở nhà à? À, em bảo này, mấy cô trong phòng em, nhà có nhiều quần áo trẻ con lắm. Anh có lấy nữa không? Vâng. Vâng. Cố về sớm đấy nhá. Và không được uống rượu. Em mà ngửi thấy mùi rượu là cứ liệu hồn đấy. Thôi nhá. Chị quản anh chặt thế. Chị quản toàn bộ hay quản từng phần hả chị? Đồ nỡm. Thôi làm việc đi. Mua gì cháu? Cô bán cháu đôi pin tiểu. Này này, trông ai như bố nhỉ? Làm gì có, bố có bao giờ đi mua sắm đâu mà. Cái thằng này, cái kia. Đấy. Tám chín tuổi mặc vừa không ạ? Vừa. Bố mua quần áo trẻ con cho ai nhỉ? Có lần em bảo với chị bố có con riêng, chị nhớ không? Tao giờ hỏi mấy người cùng cơ quan rồi, bố nghiêm túc lắm. Nghiêm túc. Gửi anh ạ. Cảm ơn. Kìa Thắng, đừng làm thế. Được rồi, em sẽ làm thám tử cho chị. Thưa
Cháu chào cô ạ. Cô ơi cô, đẹp không cô? Trông cô xinh quá, cứ như hoa hậu ấy. Cháu mượn xe máy của cô một tí, cháu đi một chút về ngay. Thắng, về ngay cho cô còn đi. Được rồi, cô yên tâm đi. Này, không mẹ mày mà biết lại la tao đấy. Chị ạ. Anh đến chơi đấy à? Mẹ con cái Hà nó có nhà đấy. Dạ. Cứ để xe đấy tôi trông cho. Trẻ con nó không dám nghịch đâu. Dạ vâng. Các cháu đang học hả chị? Hôm nọ đi học phụ huynh, các thầy kêu xóm núi đi học kém quá. Mà chị em chúng tôi lại đi làm quần quật suốt ngày. Tối về thì lại cơm nước. Thời gian đâu mà kiểm tra bài vở. Nên nhà tôi quyết định bắt chúng nó chiều nào cũng tập trung ở đây. Để kèm. Anh chị tốt quá. Tôi không biết các cháu thiếu gì, cho nên chỉ mua ít vở, một số đồ chơi, đồ dùng học tập. Nhân tiện có một ít quần áo trẻ con của anh em cùng cơ quan, nhờ chị chia cho các cháu hộ. Vâng, hôm nọ Kê Lan về chơi có nói chuyện về anh. Thôi thì anh có tấm lòng như vậy, tôi xin thay mặt các cháu cảm ơn anh. Mời anh vào chơi. Tội nghiệp, quanh năm thui thủi chỉ có hai mẹ con. Có chứ. Thôi thì anh vào đi. Dạ. Và còn đây là túi đồ chơi. Vâng. Đưa 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 bà bố xem nào. À bố Tường. Bố Tường đến chơi. Con chào bố. Ê bố Tường. Nào tập trung vào làm bài đi các con. Bố Tường đến chú mày ơi, bố Tường. Ê bố Tường đến, bố Tường đến. Bố cho con này. Con cầm lấy. Em bé này của con à? Của con đấy. Thế con có thích không? Ừ. Thôi, học phim rồi. Sao mẹ biết? Mẹ ơi, con có em bé đẹp không này? Hà, con xuống ăn cơm đi. Rồi sang Bắc Huệ xem bông hoa nhỏ chứ. Mẹ hôm nay bố Tường ăn cơm nhà tao đấy. Nhà mình cơm rau, bác ấy ăn thế nào được? Ừ. Thôi con xuống, cho bác ấy ngồi chơi. Bố Tường ăn cơm với con cơ. Cơm rau muống luộc với lại tôm rang là ngon nhất đấy con à. Nhưng hôm nay có thịt kho. Cơm với thịt kho thì càng ngon nữa chứ sao. Hà, con xuống cho bác uống nước. Xuống. Ừ. Huyền, em đừng làm như thế. Mẹ. Mày ăn cắp ở đây cái gì đấy hả? Hả? Dạ không, cháu thay phim ạ. Thay phim cái gì? Mày dình người ta hở xe ra để mày ăn cắp phải không? Ờ, dạ không, cháu dình chụp hoàng hôn ạ. Cút ngay. Cút ngay. Không có cái gì hở ra cho mày ăn cắp cả đâu nhá. Cút ngay. Nào, chúng mày có trật tự xem không? Tao tịch thu hết đồ chơi lại bây giờ. Bố Thảo ơi, con có em bé xinh không này? Ồ, em bé của Hà xinh quá nhờ. Này, Hà, lại đây mẹ bảo. Dạ. Thế hôm nay bố Tường con cơm với hai mẹ con không? Lúc đầu mẹ không cho bố Tường ăn. Sau mẹ lại mời bố Tường ăn. Thế à? Thế bố Tường có ăn không? Bố Tường ăn hai bát. Thành cơm mẹ nấu ngon. Thế à? Thôi con đi vào xem phim đi. Con xin. Ông ơi, tôi về nhà có tí việc đây.
Thế bà không xem phim à? Không, em không muốn anh phải thương hại hai mẹ con em. Gần chục năm nay không có anh, con vẫn sống. Và như anh thấy đấy, nhờ trời nó vẫn khỏe mạnh. Nhưng nó là con anh, là giọt máu của anh. Nhưng tại sao không cho nó nhận anh làm bố? Phải, nó là con anh. Nhưng bao nhiêu năm nay nó đã tin rằng bố nó đã hy sinh. Còn em cũng đã quen làm một người đàn bà quá chồng rồi. Huyền, chuyện cũ đã qua, hãy cho qua đi. Bây giờ anh thấy anh phải có trách nhiệm với em, với con. Anh không thể để hai mẹ con em sống mãi như thế này được. Không, hai mẹ con em không cần gì hết. Nếu anh thực sự thương hai mẹ con em thì anh hãy cứ để cho hai mẹ con em được yên. Đừng đến thăm như thế này nữa, khổ lắm mà chẳng đi đến đâu cả. Em chỉ xin anh một điều, đừng bao giờ anh cho nó biết anh là bố nó. Tội nó lắm. Huyền, em chỉ nghĩ đến em thôi. Em cô đơn, em đòi hỏi quyền làm mẹ, và em làm mọi cách để giành được quyền đó mà không hề nghĩ đến con. Đứa trẻ sinh ra nó cũng có quyền đòi hỏi phải có bố chứ. Tại sao lại tước quyền có bố đó của con? Được, anh muốn con anh được quyền có bố. Vậy anh có dám ở lại đây nuôi dưỡng, dạy dỗ nó không? Hay chỉ là một cơn sốc tình cảm nhất thời, để rồi 5-10 năm sau nữa anh mới lại tạt ghé qua thăm con anh? Chị em xóm núi chúng tôi sống không chồng quen rồi, và bọn trẻ cũng quen sống không có bố. Em nói thế mà nghe được à? Thế còn anh Thảo chồng thị Hiền thì sao? Anh không thể so với anh Thảo được. Anh ấy đã tình nguyện ở lại đây để làm cha đỡ đầu cho ba đứa trẻ không bố. Chị bé về bài nhá. À, mẹ Hiền. Con, bé cái mồm chứ. Mẹ Hiền ơi, bố Tường con về chưa? Chưa. Mẹ Hiền này, mẹ Huệ bảo bố Tường là bố đẻ của con. Thế à? Cả bố Thảo cũng bảo thế. Mẹ không tin à? Thôi, con về đây, cả bố Tường đi mất. Con chào bố Tường, con chào mẹ. Con đi chơi về đấy à? Thôi, đi học bài đi con. Muộn rồi, anh đi về đi. Sin cộng sin bằng 2 sin cos, cos cộng cos bằng 2 cos cosin, tan cộng tan. Còn với cái, đi đến giờ này mà nó vẫn chưa thèm về chứ. Mượn được cái xe máy của người ta là đi biến đấy. Thảo nào, bố mày không muốn mua xe máy cho chúng mày là phải. Hay là nó lại đi đua xe hả Thư? Không đâu mẹ ạ, thằng ấy chỉ chết mệt mấy máy ảnh thôi. Chắc là bạn nó có cái máy mới, nó đến xem thôi mẹ ạ. Thôi, mẹ cứ lên nhà nghỉ đi, để con đợi cho. Bố mày mà biết chuyện này lại làm ầm lên cho mà xem. Chào chị, tôi về nhé. Ờ, anh Tường về đấy ạ. Dạ vâng. Tôi đã chia quà cho các cháu rồi, chúng nó thích lắm anh ạ. Thật, chị em chúng tôi chả biết nói thế nào để cảm ơn anh cả. Có gì đâu chị. À này, chị nói với anh Thảo thuê thợ đóng một số bàn ghế cho các cháu học. Vâng, được, tôi... Tôi gửi lại anh Thảo ít tiền. Ấy chết. Sau này hết bao nhiêu tiền công ty sẽ trích quỹ thanh toán. Anh phiền quá anh. Tôi về chị nhé. Thôi tôi về. Vâng, thế anh về nhá. Tôi về chị. Vâng, anh về nhá. Nhà có bơm không chị? À, có.
có, để tôi vào lấy cho. Bơm đây anh này. Nhà mình không có bơm xe máy hả chị? Cả xóm này chẳng có ai đi xe máy cả anh ạ. Thế gần đây có ai có không chị? Cũng phải chục cây, gần đường cái mới có. Chắc tôi phải dắt bộ thôi. Thế... Chào chị. Anh Tường này, đi đêm thế nguy hiểm lắm. Hay anh nghỉ lại đây đi. Sáng sớm mai tôi sai cháu đi mượn bơm xe máy về cho anh. Hay anh sợ chỗ chúng tôi chật hẹp? À không không không, chị đừng có nghĩ thế. Vậy anh nghỉ lại đây đi. Đây đây, anh dắt xe vào đây. Đi. Anh cứ dựng vào đây này. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Anh đi sang đây với tôi. Chị Hiền. Huyền ơi, Huyền. Chị Hiền. Huyền ơi. Thế, phiền lắm. Dạo ôi, cùng là lính với nhau cả. Ngày xưa ngủ rừng ngủ rú san sát với nhau có sao đâu. Giờ anh phong kiến thế. Chị Huyền ơi. Huyền. Có chuyện gì thế chị? Xe anh Tường bị bẹp lốp, phải ngủ lại. Tôi... Nhà chị chật quá, em cho anh ấy ngủ nhờ đi. Tôi... Chị... Đấy, chị xem đi. Em nói chị không tin. Giờ có bằng chứng rõ ràng rồi. Em phải đưa thêm tiền, người ta mới làm ngay ảnh cho em đấy. Con gái à? Dễ thương là con trai chắc. Thấy không? Giống hệt như ảnh chị hồi bé. Thế nào chị tin chưa? Còn thanh minh cho bố là nghiêm túc nữa không? Không có ảnh cô ấy à? Máy hóc, ức ơi là ức. Em đã bảo mẹ thay máy cho em bao nhiêu lần rồi. Thắng, bố lấy cả con búp bê của chị cho nó hả Thắng? Chị phải hỏi bố chứ sao lại quát em. Thắng. Dạ. Con đã về đấy à? Vâng ạ. Con đi đâu mà bây giờ mới về? Có việc, đưa đây. Đi. Hai chị em có chuyện gì đấy? Con búp bê của con ý. Mẹ bảo bố đem đi cho đấy mà. Con lớn rồi, chơi búp bê làm gì nữa. Để cho các em nó chơi. Thế mẹ cũng biết chuyện của bố à? Chuyện gì? Bố... À, dạ, không có chuyện gì đâu ạ. Con cái nhà ai thế này? Con bố chứ còn con ai nữa. Dành con. Mày đã trả xe cô Hoa chưa? Mẹ không tin à? Thằng này. Hả? Nó lăng nhăng đấy. Mẹ đừng tin nó. Đã bảo con bố mày lại... Cái thằng này ngu thế. Con chụp cái này ở đâu hả Thắng? Dạ con chụp ở xóm núi. Sao mày biết? Đây là con của bố. Dạ hôm đám cưới bạc, con tình cờ nghe cô Lan nói bố có con riêng. Chị Thư không tin gạt đi. Chiều nay con với chị gặp bố mua quần áo trẻ con. Con mượn xe cô Hoa đuổi theo. Hóa ra bố mày không đi công tác mà đến đó phải không? Vâng ạ. Mày lấy xe cô Hoa đưa tao đến đó. Mẹ ơi, mẹ. Bố sắp về rồi. Với cả cô Lan nói huyên thuyên, mẹ tin làm gì? Tao sẽ làm rõ chuyện này. Mày thấy chưa? Alo, chú Thành đấy à? Tôi Liên, vợ anh Tường đây. Cô ấy có nhà không chú? Chú làm ơn cho tôi gặp cô ấy. Chị Liên cần gặp em này. Alo. Cô Lan này, tôi hỏi cô một điều, nhưng mà cô phải nói thật nhé. Có phải là anh Tường nhà tôi có con riêng 8-9 tuổi, có đúng không? Có đúng không? Vâng, nhưng chị yên tâm, điều này không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chị đâu. Alo, chị Liên.
Chị Liên. Mẹ ơi, mẹ, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Mẹ uống nước đi. Dù thế nào chúng con cũng ở bên mẹ cơ mà. Mẹ ơi, em Thắng nói đúng đấy mẹ. Mẹ cũng phải bình tâm. Con tin bố không phải là hạng người như thế đâu mẹ. Bố đây, bố đây. Mẹ con đâu hả bố? Mẹ con đang đi gánh nước. Bố có phải bố đẻ của con không? Ừ. Bố là bố đẻ của con đây. Thôi, con nằm xuống ngủ đi. Bố gãi lưng cho con cơ.
đi con. Con không đi học à? Mẹ đâu? Thắng. Thắng dậy. Sao lại ngủ ở ngoài thế này? Liên. Liên ơi, mở cửa cho anh với nào. Liên ơi. Liên ơi. Thắng. Dậy. Dậy con đi học đi chứ. Có chuyện gì thế con? Mẹ đâu? Nhưng có chuyện gì chứ? Chuyện bố ngủ lang. Có con riêng với người ta. Đây này. Nhưng ai chụp cái này? Con. Giỏi đấy. Con chụp đẹp lắm. Làm nhà báo được đấy. Nhưng chưa đáng mặt một thằng đàn ông đâu. Việc này anh lui ra. Nhưng trong việc này anh không có lỗi mà. Tôi kính trọng anh lắm. Mẹ. Các con ra ngoài cho bố mẹ nói chuyện. Thắng. Các con cứ ở lại đây. Mẹ. Chúng con luôn ở bên mẹ. Có việc gì cần mẹ cứ gọi. Suốt đêm qua, tôi đã suy nghĩ. Và tôi thấy rằng, tôi không thể chung sống với anh được nữa. 8-9 năm qua, anh đã lừa vợ, lừa con để chung đụng với một người đàn bà khác. Liên à, việc này anh cũng chỉ mới được biết. Anh mới được biết à? Thế đứa trẻ trong ảnh mấy tuổi rồi? Và đêm qua anh còn xuống xóm núi ngủ với con đó. Chắc anh cũng mới được biết chứ gì. Làm gì có chuyện đó Liên. 8-9 năm nay anh chỉ gặp cô ấy có một lần. Anh im đi. Anh đã trắng trợn lừa dối mẹ con tôi. Thế là đủ lắm rồi. Kìa Liên. Tôi không muốn bị anh tiếp tục lừa dối nữa. Bình tĩnh đã em. Vì thế tôi đề nghị anh ký vào đơn ly dị này. Liên, để cho anh nói đã nào. Đừng làm to chuyện thế. Còn các con. Thư Thắng vào đây. Vào đây các con. Đây có các con. Trước khi tòa án giải quyết việc ly dị giữa mẹ với bố, mẹ nghĩ gia đình chúng ta nên giải quyết trước. Mẹ thấy mẹ không thể chung sống với bố các con được nữa. Vì thế, nếu các con thấy cần phải sống có bố, vì nếu không có bố, các con không thể nên người được, thì mẹ sẽ rời khỏi đây, đi nơi khác. Còn nếu các con thấy không có bố, các con vẫn trở thành những người có ích cho xã hội được. Kìa mẹ! Thì mẹ sẽ yêu cầu bố các con ra khỏi ngôi nhà này.
Tùy các con suy nghĩ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ bình tâm lại đi. Mẹ đã quyết rồi. Vào đi. Vịnh đây à? Anh vẫn chưa về à? Tình hình căng thẳng lắm hả anh? Vịnh này, chuyện của cậu ngày trước, cậu giải quyết thế nào? Bọn em thì đơn giản thôi. Với lại, cô ta định bắt vạ em, nhưng em tung tiền ra là xong. Còn trường hợp của anh, em cảm thấy khó lắm. Theo em, chỉ còn một cách là hòa hoãn. Hòa thế nào được? Cả tuần nay, bà ấy đang ép tôi ký vào đơn ly dị đây này. Anh ơi, đàn bà thì vẫn là đàn bà, mà đàn bà thì yêu chuộng hòa bình hơn là chiến tranh. Chỉ có điều là lúc này anh không được chọc tức đối phương. Nghĩa là thế nào? Anh không được đến thăm hai mẹ con cô ấy nữa, vì hiện giờ anh đang bị theo dõi. Chỉ một hành động khinh suất của anh là núi Diệm Sơn lại phát hỏa lên ngay. Cậu nói như trò đùa. Anh Tường à, chuyện này anh Thành cũng đã nói với em. Chúng em thấy tốt nhất là cần phải thu xếp cho hai mẹ con cô ấy đi đâu đó thật xa, khuất mắt cho qua mà anh. Như thế thì chị ấy sẽ yên tâm ngay. Nhưng đi đâu bây giờ? Công ty mình có chi nhánh ở trong Sài Gòn. Tôi sợ cô ấy không đi đâu. Thế mới cần thuyết khách mà anh. Để mình nghĩ đã. Anh muốn nói chuyện với em. Cút đi. Đấy, chị thấy không? Cái máy này em chỉ cần bấm một cái, chị được liền mấy kiểu. Hình như có chuyện gì trên phòng mẹ. Quần áo đẹp thế. Bố cháu mua cho đây. Thế à? Bố cháu còn hứa học giỏi. Bố cháu sẽ mua cho bộ váy hồng nữa cơ. Thế à? Thôi cô đi nhá. Chốc nữa cô quay lại. Vâng ạ. Huyền ơi,
Huyền. Cô Lan đấy à? Chị Hiền. Cái Huyền đâu hả chị? Kia kìa. Huyền. Vợ lão Tường biết hết chuyện rồi. Biết thì đã làm sao? Ba mẹ con bà ấy về một phe, ép lão Tường phải ly dị. Ông ấy bây giờ tội nghiệp lắm, phờ phạc cả người. Ly dị thì đã làm sao? Còn Huyền lại càng được chồng. Nói như chị thì nói làm gì? Thế tao nói như thế không đúng à? Mày từ xưa đến nay vẫn là cái con loi choi, chuyên gây rắc rối. Đang yên, đang lành thì lại bới chuyện ra mà. Phải, tôi là con loi choi, con gây rối. Thử hỏi, không có con loi choi này, bà có vớ được lão khọm không hả? Này, tao vả vào mồm mày bây giờ đấy nhá. Đừng có động đến lão khọm, là không xong đâu đấy nhá. Đấy, bà thấy chưa? Đang chuyện nọ lại sọ sang chuyện kia. Buồn cười thật đấy. Huyền ơi. Huyền. Này. Hay. Làm sao phải khóc? Tại tao tất cả. Thả cửa vậy làm gái già cho xong. Chẳng tại ai cả. Việc gì cũng có cách giải quyết hết. Có cách gì thì mày cứ nói toạc ra. Cứ úp úp mở mở mãi. Thì cứ từ từ đã nào. Thế này Huyền ạ. Anh Tường có bàn với tao. Hay là trong thời gian này, hai mẹ con mày tạm lánh vào Sài Gòn, làm ở chi nhánh công ty anh ấy. Không, tao không đi đâu hết. Ở xóm núi này quen rồi. Có chị, có em. Mày về nói với họ rằng, tao chẳng cần ông Tường, tao chẳng cần gì hết. Hãy để cho hai mẹ con tao được yên. Huyền, sao mày lì lợm thế hả? Tao chỉ vậy thôi. Về đi, cho tôi cần tiếp khách. Tối nay nhá. Vớ vẩn. Nhớ đi cẩn thận. Vâng, mẹ yên tâm. Mới mua xe à? Ừ. Có thế chứ, tiếc tiền làm gì. Mua cho chúng nó dùng. Sao đầu tóc mày bơ phờ thế? Ngồi xuống đây. Thôi, tao đang rối hết cả ruột lên đây này. Ngồi xuống đây tao xem nào. Gớm, trông mày khiếp quá. Quẳng mẹ nó đi. Suy nghĩ làm gì cho nó nhanh già. Gớm, chồng, có một tí mà nhìn mày sọm quá. Đã là đàn bà, nghĩ gì thì nghĩ, nhưng trước tiên phải nghĩ đến sắc đẹp của mình. Sao? Việc đến đâu rồi hả mày? Tao đã xuống thang rồi, nhưng mẹ con nó không chịu đi. Không biết mặt mũi con danh nó như thế nào mà kêu nhỉ. Thế thằng Thắng không chụp được kiểu ảnh nào của nó à? Không. Mà biết để làm gì? Mày dốt lắm. Phải biết địch, biết ta thì mới thắng. Tao như mày á, tùng cho nó ít tiền nữa, cho xong. Nhưng nó chì lắm mày ạ. Dân xóm núi nông trường, toàn bọn đỉa đói. Này, loại ấy á, phải sát vôi vào, nó mới nhả chồng mày ra. Sát vôi á? Mày nói thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là ngọt không ưa, cho một trận phủ đầu, lập tức biến ngay. Tao mà làm được việc đó. Ai bắt mày làm? Cứ để tao, tao có cách trị. Mày đừng làm thế. Tao... Mày lại thương hại nó chứ gì. Dễ thường nó cướp chồng mày, nó cũng thương hại mày. Thôi, nhìn vào gương đi. Thế nào? Xinh đẹp thế này mà chịu để một con danh quê mùa xóm núi cướp mất chồng thì nhục lắm em ạ. Huyền ơi, hồi nhà neo người về trước đi em. Hôm nay làm về muộn đấy. Vâng ạ, thế em nhờ các chị làm giúp em nhá. À, Huyền ơi,
về bảo lão già nấu cơm trước cho tao nhá. Vâng. Này em ơi, méo mó có hơn không đấy em ạ? Cẩn thận không có đứa nó vồ mất thì lại ngồi khóc tu tu. Khọm ơi khọm hỡi khọm đi đằng nào. Là Huyền, mẹ của cháu Hà không? Vâng. Có chuyện gì vậy chị? Chuyện gì à? Chuyện cướp chồng. Tôi không cướp chồng của ai cả. Các người để cho tôi yên. À, gái đi con da mồm này. Cho mày chết này. Cho mày chết này. Đánh cướp chồng người này. Cướp chồng người. Cái Huyền nó đang bị đánh kìa. Đâu? Ôi giời ơi, bà con ơi, bắt lấy hai đứa đánh người. Bắt lấy nó. Đây là văn phòng bà Liên phải không? Vâng, mời chị ngồi. Kìa. Cô Lan. Chị thuê người đến đánh con Huyền phải không? Đây là cơ quan, chị ăn nói cho từ tốn. Chị trả lời đi, chị thuê người đến đánh con Huyền, có hay không? Thế kẻ cướp chồng cô, phá hoại hạnh phúc gia đình cô, thì cô đang đánh hay không hả? Có hay không? Nó cướp chồng chị à? Phá hoại hạnh phúc gia đình chị à? Chị được ăn được học mà chị suy nghĩ hồ đồ thế. 8-9 năm nay nó không hề tiếp xúc với chồng chị, không ngửa tay xin chồng chị đến một xu. Lầm núi một mình nuôi con mà chị bảo nó cướp chồng chị, phá hoại hạnh phúc gia đình chị à? Chiến tranh đã cướp đi tuổi trẻ của nó, nên nó phải xin chồng chị một đứa con để nương tựa lúc tuổi già. Vậy mà chị không thương nó thì thôi, lại độc ác thuê người đến đánh nó. Đồ nhẫn tâm, chị là người hay là thú đấy hả? Chị, đây là cơ quan, với lại chồng chung không dễ ai chiều được nhau. Chị về đi. Có gì chị em về nhà bảo nhau, chứ ai lại đến đây làm ầm ĩ thế này. Chị Liên, cứ bình tĩnh đã chị. Đấy, các cô thấy chị ăn nói nghe có được không? Ngủ với chồng người ta mà lại bảo là không cướp chồng. Tôi còn hiền đấy, phải người khác thì nó tan xác từ lâu rồi. Chị đe chúng kìa tôi chị. À, tôi nói cho chị biết nhá, thằng Mỹ đem xe tăng tàu bò, chút thằng tấn bom đạn cũng không đe nổi chúng tôi, nữa là mặt chị. Vì nể chồng chị là người biết điều nên tôi mới khuyên can đồng đội tôi, chứ hôm nay họ định đến đây để cho chị một trận. Thôi chị. Mà chị nhớ nhá, chúng tôi trả đũa thì chị tan xác, không còn mảnh vải mà che thân đâu. Thôi chị, nóng quá mất khôn. Thôi, cứ theo tôi về đã nào. Chị nghe đây, tôi không đe chị đâu mà cảnh cáo chị. Nếu bận sau chị còn thuê người động đến lông chân mẹ con cô ấy, chị đừng trách chúng tôi là ác, đừng trách thanh niên chúng tôi. Thank you.
là dạy ăn cháo. Bố Thảo nấu cháo thịt ngon lắm. Ừ, mà dạy ăn cơm. Ngon không mẹ? Ngon lắm. Em ơi, có báo đâu? Chạy nhanh lên, nhanh lên, bắt lên nó, giữ chặt lên nó, nhanh lên nhá. À, thì ra lại là mày à? Quần giò thám, giải nó lên ban bảo vệ. Giải cái gì? Đánh bỏ thử đi, chứ giải cái gì? Thế mày là ai? Dạ, cháu là Thắng, con bố Tường. Úi giời, ông Tường làm gì có thằng con như này? Thằng mất dạy. Con bố Tường à? Chứ mặt nó chảy. Được rồi, cậu vào đây. Đi vào đây. Ghê gớm chưa? Đây. Đấy. Tác phẩm của mẹ mày đấy. Mẹ mày đã thuê người đánh cô như thế này đấy. Mày chụp đi. Chụp đi. Mang về đưa cho mẹ mày xem cho hả dạ. Cháu là Thắng. Còn bố Tường có phải không? Dạ vâng. Cháu còn chị Thư cháu nữa. Mẹ mày sai mày đến đây do thám phải không? Dạ không. Cháu tự đến. Cháu cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Không ngờ. Mấy mẹ con mày bày đặt mưu mô cái trò này, bây giờ lại còn vờ vịt. Dạ thật cháu không biết. Nếu biết cháu đã không dám đến đây. Chị Hiền, chị cứ đi làm đi, để em nói chuyện với cậu ấy. Cậu về nói với mẹ cậu. Hồn hồn thì liệu đấy. Nếu còn xảy ra chuyện gì thì không xong với chúng tôi đâu. Cậu ngồi xuống đây, con ra ngoài cho mẹ nói chuyện. Mẹ cháu và hai chị em cháu căm ghét cô lắm phải không? Dạ, chuyện này cũng do mẹ cháu quá nóng. Cháu mong cô thứ lỗi cho mẹ cháu. Không. Chính cô mới là người cầu mong mẹ cháu tha thứ. Cô đã làm cho mẹ cháu phải khổ. Gia đình cháu lục đục. Cô đáng bị nguyền rủa lắm phải không? Cháu về nói với bố rằng đừng đến thăm bé Hà làm gì. Thêm phiền phức. Còn chuyện vừa qua, cô không oán trách gì mẹ cháu cả. Chỉ mong mẹ cháu tha thứ, cho cô được sống bình yên với bé Hà. Em trả anh này. Kìa, sao lại thế bé Hà? Em cầm lấy mà chơi. Ở nhà chị Thư còn con gấu đẹp lắm, hôm nào anh mang cho em nhé. Không, mẹ anh ác lắm. Anh cầm lấy đi. Mà con, chuyện gì thế mẹ? Chuyện bố mày, chứ còn chuyện gì nữa? Nhưng bố hứa là sẽ giải quyết êm đẹp cơ mà. Mày tin lời ông ấy à? Chúng nó đang vào hùa với nhau, định đánh tao kia kìa. Mẹ, làm gì có chuyện ấy hả mẹ? Họ là những người bị mất mát nhiều. Mẹ xem này, cái xóm núi của cô ấy có khác gì cái xóm không chồng mà báo đăng đây này. Họ tội lắm mẹ. Mày tin ở những điều ấy à? Không. Những bài ca ngợi thành tích thì con còn hồ nghi. Còn những bài nói về nỗi thống khổ của người dân, nhất là của những người lính, thì con tin. Bởi vì đó là sự thật, không ai dám phủ nhận mẹ. Hóa ra cô cũng thương nó đấy hả? Ừ. Kìa mẹ, mẹ hãy bình tĩnh nghĩ lại đi. Cô ấy còn nghe nói suốt chục năm trời đã từng có mặt ở những tuyến đường ác liệt nhất, nhiều khi bị bom vùi. Thế mày tưởng tao ngày ấy sung sướng lắm à? Bố mày tái ngũ ra chiến trường, một mình tao ở nhà một nách nuôi hai con.
Thằng Thắng mới còn ẵm ngừa, lặn lội đưa chúng mày đi sơ tán, nhịn ăn nhịn mặc cho chúng mày, thủy chung chờ đợi bố mày. Thế mà bây giờ mới phản bội tao và hùa với nó để đe dọa tao. Còn mày, bây giờ mày lên án tao. Hóa ra tao bị cướp chồng mà lại có tội à? Mày thương nó, mày về hùa với bố mày. Mày đến ơn đáp nghĩa tao như thế đấy à? Mẹ, mẹ, con là con của mẹ, chúng con luôn ở bên cạnh mẹ. Việc này do bố gây ra, bố đã nhận hết lỗi rồi. Sao mẹ không rộng lòng tha lỗi cho bố? Gia đình mình trước đây hạnh phúc bao nhiêu. Thế thì tại ai? Thế tại ai? Liên, Liên, mở cửa ra Liên. Bố. Liên. Kệ ông ấy. Liên. Này, cô thuê người đến đánh mẹ con người ta phải không? Anh bắt đầu bênh nó rồi đấy. Tôi không ngờ cô lại độc ác đến như thế. Hai mẹ con cô ta đã khốn khổ lắm rồi, thế mà cô lại nỡ đối xử tồi tệ như thế à? Đến loài vật còn biết yêu thương đồng loại nữa là huống hồ chi là cô. Anh định trả công tôi thờ chồng nuôi con hàng chục năm trời như thế đấy phải không? Anh cứ đánh đi, đánh cho khỏi sót đi. Anh đánh đi. Bố, bố, bình tĩnh lại đã bố. Thật không ngờ mẹ mày lại tồi tệ đến như thế. Vâng, tôi tồi tệ. Đơn ly dị đây, anh mẹ, ký đi. Con xin mẹ. Anh ký đi. Bố, bố ơi, con xin bố, bố ơi, con xin bố. Mẹ ơi, bố, bố. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ, con xin mẹ, con lạy mẹ. Mẹ đừng làm thế, mẹ ơi. Mày cút đi. Ngờ mày. Bố, bố, bố ơi, không phải con ạ. Mẹ sai mày đi đòi những thứ này về hả Thắng? Không, em tự đi đấy chứ ạ. Sao mày nhẫn tâm đòi lại những thứ này? Em không đòi, mà bé Hà tự trả. Mày đưa tao đi tìm bố, nhanh lên. Về với mẹ, để chị đi theo bố nhé.
xương xuống rồi, bố khoác áo vào đi. Bố đừng giận mẹ bố nhé. Con cứ về. Kìa, bố. Bố. Bố ơi. Bố. Thế chẳng nhẽ em không muốn cho bé Hà có bố hay sao? Em khổ lắm chị ơi. Tụi mình có ai sung sướng đâu. Nhưng phải nghĩ đến con chứ. Chúng mình khổ cực đã nhiều rồi. Ráng chịu đựng thêm một chút nữa. Chở con nó khôn lớn em ạ. Em còn nhớ không? Ngày bên năm 2 giải thảm, chị mới tìm được em trong hố bom. Chị em mình đã thề mãi mãi sống chết bên nhau. Sao em nỡ bỏ chị mà đi hả Huyền? Huyền. Chị ơi. Em bảo mẹ con mình không đi nữa phải không? Ừ, mẹ con mình vẫn ở đây con à. Thật không mẹ? Chó. À thích quá, thích quá, à thích quá. À anh Thắng. Hà. Hà này. Ảnh của em chụp với bố đấy. Chị Vũ từng đẹp lắm mẹ. Cô, cháu là Thư, con gái của bố Tường. Việc vừa qua mẹ cháu rất ân hận. Chị em cháu mong cô... Không, chuyện vừa qua chính cô mới là người có lỗi. Ảnh của con đây hả? Chị cho em con gấu này. Mẹ. Cô. Chị cho thì con cứ nhận đi. Em ngoan lắm. Cái thằng này. À, cô ơi, cô cho phép ba chị em cháu lên đồi chè chơi cô nhé. Con đi chơi với chị phải ngoan nhá. Vâng ạ. Xin phép cô ạ. Cháu đi cô đi ạ. Đi Thắng. Đi. Anh Thắng. Đỗ Hà bắt được anh đây. Cái kiểu ảnh nhé. Chạy nhanh lên. Lên đồi chè chơi.